Trước khi chúng ta rời khỏi đây, bất cứ một tà linh ô uế nào, bất cứ một tà linh ô uế nào ở giữa vòng chúng ta, dù là chúng bay ở đâu, phải ra khỏi. Ra khỏi. Những tà linh nào khiến cho quý vị bị bệnh tật, tật nguyền, đau đớn, tôi truyền lệnh cho chúng nó phải ra khỏi. Trong danh Chúa Giêsu. Ra khỏi trong danh Chúa Giêsu. Ra khỏi. Dù là bệnh tật gì, tật nguyền nào, tôi truyền lệnh cho chúng nó phải ra khỏi quý vị trong danh Đức Chúa Giêsu. Tôi truyền lệnh cho chúng nó phải ra khỏi trong danh Đức Chúa Giêsu. Ra khỏi. 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 Wherever you have that disease, dù là quý vị đang bị bệnh ở đâu, in your blood, in your flow, có thể là ở trong máu huyết của quý vị, tôi truyền lệnh cho chúng nó phải ra khỏi trong danh Chúa Giêsu. Tôi truyền lệnh cho chúng nó phải ra khỏi. Ra khỏi. Ra khỏi. Ra khỏi. Your sickness, người hỡi bệnh tật, ta truyền lệnh cho mày phải ra khỏi. Ra khỏi. Ra khỏi. Ra khỏi. Ra khỏi. In the mighty name of Jesus. Trong danh quyền năng của Đức Chúa Giêsu Christ. Hãy dâng lời cảm tạ Chúa. Hãy dâng sự cảm tạ cho Ngài. Hãy dâng lời cảm tạ Chúa. We believe you have been inspired by the clip you have just watched. Click here to subscribe to witness more of God's power at work in our generation today and stay up to date with the latest prophecies, deliverances, sermons, and testimonies from the Synagogue Church of All Nations. Emmanuel TV, changing lives, changing nations, and changing the world.